Trong khuôn khổ giải F7 Cup Phú Thịnh 2 giữa hai đội Dubai và BTFC, cầu thủ Dubai FC trang phục áo trắng quần đen và tất cam, trong khi đó các cầu thủ BTFC trong trang phục áo màu xanh. Vâng, tôi xin nhường mic lại cho bình luận viên Anh Dương. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại sân bóng đá Đồng Văn thành phố Vũng Tàu để tiếp tục theo dõi diễn biến trận đấu thứ hai ở giải thứ hai của giải bóng đá số 7 tranh cúp Vũ Thị Hồng mở rộng lần 2019 tại thành phố Vũng Tàu. Đây là cuộc so tài của các đơn vị, hai đơn vị đến từ dầu khí, đó là PTSG và bãi tắm Dubai. Các cầu thủ PTSC sẽ thi đấu với trang phục và áo vàng và cầu vai đen. Quân đẹp và bột này họ sẽ chân giữ khung thành ở phía tay trái. Chúc mừng nhỏ quý vị và các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ bãi tắm Dubai sẽ thi đấu với trang phục áo bít màu xanh và giữ ở khung thành bên phía tay phải. Để tiện cho quý vị khán giả theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu danh sách đăng ký thi đấu của cả hai bóng ở trận đấu hôm nay. Trong bóng của cầu thủ PTSG có sự mặt của cầu thủ màu số 2 Hoàng Sơn, thủ thành Sơn Minh Tú, số 7 Hoàng Quốc Việt, số 6 Văn Tánh, số 9 Hùng Vũ, số 10 Văn Phú, số 12 Văn Lâm, số 69 Bảo Trung, số 18 Quang Ngọc và cầu thủ màu số áo 66 Xuân Vy. Đây mic nó bị gì hả? Em rút à? Còn đấy không hay là ấy? Anh nghe đi. Đâu rồi? Trong khi đó thì màu áo của cầu thủ bay tắm Dubai trong lần đầu tiên tham gia của họ, đó là có sự có mặt của cầu thủ áo số 2 Sơn Hào Lợi, số 3 Dương Tấn Tài, người đại mang áo số 1 Trần Cô Lý. Cầu thủ màu số 5 Quốc Hùng, số 7 Hoàng Anh, số 9 Văn Thiện, số 10 Văn Bình, số 1 Trung Hiếu, số 12 Văn Hải, số 6 Hồng Long, số 4 Đại Đồng và cầu thủ màu số 97 Văn Trường. Đó là những anh tài sẽ góp mặt để tranh tài cho cả đội bóng ở trận đấu này. Ủa, đang lấy ghế mà. Ngoài việc quý vị khán giả có thể lựa chọn trực tiếp tại sân bóng đá Nam Đồng Văn thành phố Vũng Tàu lúc này thì tất cả các trận đấu ở khuôn khổ sân bóng đá số 7 Cúp Phú Thịnh Hồng mở rộng lần 2 sẽ được chúng tôi bình luận và tường thuật trực tiếp trên fanpage. Quý vị khán giả có thể truy cập vào fanpage đồng hành cùng bóng đá phụ Sài Gòn để like và share để cho các cổ động viên không thể đến sân bóng này có thể tiện theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng quan cường của họ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với diễn biến của trận này giữa cầu thủ bãi tắm Dubai và PTSG. Đây là trận đấu ở cục diện bảng B. Ở vòng đấu này thì ngoài hai đại diện mà chúng ta đã theo dõi thì còn đại diện thứ ba đó là cầu thủ Quảng Trị. Lúc này thì ở trận đấu thứ hai đã có những hạt mưa diễn ra.
đã phát cắt từ phía cánh phải dành cho các cầu thủ Bay Tam Quy. Đây là năm thứ hai mà đơn vị Bay Tam Quy FC Đông Anh cùng với giải bóng đá số 7 Cúp Phú Thịnh Phong. Ở mùa giải năm ngoái thì đơn vị này là một trong 10 đơn vị đồng tài trợ, và năm nay cũng nằm trong đơn vị đồng tài trợ và đã có một đội bóng riêng. Dù đã phạt ở khu vực giữa sân dành cho cô PDSC FC. Người đã đứng trước bóng đó là đội trưởng của các cầu thủ FC, đó là cầu thủ phạt của đội bóng số 7 Hoàng Quốc Việt. Giờ sẽ là cơ hội đá phạt góc về phía trái. Ôi đấy luôn. Đây là trận đấu mà các cổ động viên cũng như giới chuyên môn đánh giá rất cao tại giải bóng đá sân bảy khu vô địch họp lần này. Những sự trông chờ đội bóng chủ nhà đã có trận đấu mở màn giành chiến thắng rất đậm 5-1 trước các cầu thủ Việt Thanh, và đã tạm thời cùng Diệp Văn A họ có 3 điểm đầu tiên, và cầu thủ đang ghi bàn nhiều nhất đó là Thành Nguyên với một cú phúc cơ. Và những sự khởi đầu như vậy giúp cho những danh hiệu cá nhân cũng như những danh hiệu về tập thể cũng sẽ trở nên một cách xa xa hơn. Trung Hiếu là cầu thủ đã khá quen thuộc với những cổ động viên tại Vũng Tàu, và ngoài cái tên Trung Hiếu thì người ta đã quen thuộc với Tiền Sai Chi. Vừa rồi thì anh có pha xử lý rất gọn gàng, góc chút là hơi trách sang phía cái trái vào khu vực giữa sân. Cú đưa bóng vào góc hiểm khiến cho thủ thành của PC PTSC FC đã phải vào lưới nhận bóng đầu tiên cho cú sút này. Đây là trận đấu thứ hai mà chúng ta được chứng kiến và vẫn có những bàn thắng được ghi rất sớm. Bóng đá vô địch sân bay tại Vũng Tàu mang đến những sự trông chờ và hồi hộp đến từ các cổ động viên cũng như các cầu thủ tranh tài. Và khi nó diễn ra thì mọi thứ đang mới chỉ là trận đấu thứ hai thôi, thì chúng ta đang chứng kiến những trận đấu rất hay. Rồi rồi, đó là câu trả lời của các cầu thủ MC. Ban tổ chức sẽ thực hiện những lựa chọn đầu tiên dành cho được lựa chọn ngẫu nhiên theo thứ tự những đội bóng ở hai vị trí ở trên bảng xếp hạng. Vị trí thứ 1 và vị trí thứ 2 sẽ gặp nhau ở ngay cái vòng đấu đầu, và ở lượt trận thứ 3 thì lượt trận thứ 2 thì họ sẽ đảo
đội bóng đứng đầu bảng vị trí một bảng sẽ gặp đội bóng thứ ba và hai đội bóng thứ hai thứ ba sẽ gặp nhau ở những vòng trận cuối. 12 đội bóng, 12 đội bóng và 12 trận đấu ở vòng bảng sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày hôm nay cho đến ngày mai. Và chúng ta sẽ biết được những cái tên đi vào ở vòng tứ kết và sau đó là bán kết, chung kết và từ vào những trận đấu tiếp theo. Bóng trả lời, và xử lý rất bình tĩnh. Bài tập lưu quay đang thể hiện mình có một lực lượng dồi dào và đủ chất lượng ở buổi xem này. Đây là Bình. Rất rõ ràng. Lúc này thì bầu trời cũng đã bắt đầu mưa. Những ngày vừa qua thì tại thành phố Vũng Tàu do ảnh hưởng của cơn bão cũng đã có những cơn mưa. Và buổi sáng ngày hôm nay thì trận đấu mở màn cũng đã diễn ra trong điều kiện thuận lợi như lúc này. Dù trời đã đổ mưa nhưng ở trên sân bóng thì những dấu hiệu giải đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính đang đã bắt đầu. Liên tiếp là những tình huống đổi bóng, đối đội chuyển với bóng lên dưới chân trái. Cú sút rất nhanh, đó là pha ra chân của Văn Bình. Số 10 bên phía bãi tắm Trung Quốc FC. Ở buổi giải lần thứ hai tổ chức thì các mạnh thường quân, những ông bầu và các doanh nghiệp và các đơn vị cũng đã đến với giải đấu rất nhiều. Ngoài đơn vị tài trợ là Phú Thịnh Hòm, người đơn vị đến từ công ty cổ phần Thế Giới Nội Thất Gạch Men, đã là khơi nguồn ra cho giải bóng đá số 7, giải bóng đá danh giá nhất của Vũng Tàu. Thì năm nay có thêm sự góp mặt của 10 nhà tài trợ. Ở hạng mục đồng tài trợ cho giải đấu. Và khi mà chúng tôi tiếp cận để nhận thông tin về giải đấu thì cho thấy giải đấu này là một giải đấu ngoài việc thi đấu kịch tính. Thì ở câu chuyện ở phía ngoài được biết thì rất no đều. Có rất nhiều, trong đó có thể có đến 3 đơn vị đến từ những quán ốc và một đơn vị đến từ lầu bò Kiêu Nga. Và sau đó nếu mệt mỏi thì quý vị có thể tắm biển ở bãi tắm Duway. Và nếu có thể nữa thì chúng ta sẽ tráng miệng bằng nửa chai cây lộc ở chợ mới. Và buổi sáng thì chúng ta sẽ uống cà phê tại Phát Sân. Và nếu như muốn mua sắm thì chúng ta sẽ có đơn vị Shop Blue và thể thao thì có Shop 39 Sport. Những đơn vị ốc mà chúng tôi vừa kể đến quý vị khán giả đó là ốc 131 số Bích Kỳ Tĩnh, quán ốc Cối và ốc Bò La trên địa bàn Vũng Tàu. Và ngoài ra thì nếu như cầu thủ trẻ, những người trẻ muốn quẩy thêm một chút nữa thì chúng ta có thể đến với Thế Giới Trẻ Club Play, một giải đấu mà quy tụ tất cả, sẽ phục vụ cho các cầu thủ, những cổ động viên đến với giải đấu một cách trọn vẹn. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc so tài. Đây là cái xuất phát của các cầu thủ PSG và Phú Thịnh. Phú Thịnh tiến chính là người mang băng đội trưởng cho các cầu thủ FC ở trận đấu này. Trong khi đó thì đội trưởng của các cầu thủ bãi tắm Duway thuộc về cầu thủ mặc số áo 97. Lên bóng cho các cầu thủ Duway. Đó là pha xử lý của Long Chua. Cú sút. Lại là đi lên tiếng ở những tình huống rất điểm xa. Lần này cử ly thậm chí còn xa hơn rất nhiều so với pha mở tỷ số của anh. Tình huống mà bóng đá đập vào mép dưới của Sangang. Và đi vào lưới, đó là một tình huống mà không có lựa chọn thứ hai dành cho thủ thành của các cầu thủ MC. Tỷ số là 2-0 và đó là cú đúp của mình.
Thế trận là 50-50 dành cho cả đội thì vẫn có những tình huống kiểm soát bóng ở trạng thái cân bằng và cả hai đội cũng có những pha triển khai tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Những các cầu thủ như vậy lại có những cá nhân xuất sắc ở trong đội và một trong số đó là số 1 Trung Hiếu đã lên tiếng hai lần cho đến lúc này. Cơ hội cho đội FC. Có vẻ như nếu như các khán giả đã theo dõi sát trên fanpage của chúng tôi, đơn vị đồng hành của Đốc Phục Sài Gòn từ buổi sáng cho đến lúc này, trong cổ xe bóng đá sân bay Cúp Vũ Thịnh Hồng tại Vũng Tàu, thì có quốc gia có thể rất rõ ràng nhận ra rằng trận đấu đầu tiên chỉ là một món khai vị thôi. Và bây giờ những dấu hiệu cho thấy trận đấu này là bắt đầu chúng ta mới nhập tiền những cuộc chơi, những cuộc thua và những bàn thắng đầy cảm xúc. Cơ hội nói nữa cho các cầu thủ Huy. Trung Hiếu rất thoáng, đúng rồi. Đó là một pha phối hợp mình đã tiếp đại sử dụng đội tuyển. Người vừa thực hiện được chuyền ở phía cánh phải vừa rồi đó là số 2 bên phía Lưu Huy. Một cầu thủ có tên rất lạ và khá đặc biệt, Sơn Thảo Luận. Ở cuộc diện bàn B đã diễn ra rõ ràng hơn rất nhiều. Và chắc chắn những cầu thủ ở cuộc diện bàn B, những đội bóng của bàn B và lúc này thì đội bóng còn lại đó là Quảng Trị FC cũng sẽ phải rung mình khi mà nhìn thấy hai cặp đối thủ của họ ở bảng đấu này đang thi đấu cay. Rút xa. Cú sút ngoài vòng cấm của số 10 Văn Bình. Quý vị khán giả đang theo dõi cặp đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng đá sân bảy Cúp Vũ Thị Hồng mở rộng lần hai tại phố Vũng Tàu 2019. Đây là cuộc so tài ở cuộc diễn bảng B của giữa các cầu thủ 38 Lưu Huỳnh và đơn vị đến từ dầu tiếng PSGFC. Thì số vụ này đã tạm thời lai công cho các cầu thủ Lưu Huỳnh. Hai pha lập công đều đến từ những cú sút xa rất đẹp của Trung Hiếu, hay có tính cách gọi là đi và góc lên tiếp thứ hai từ phía phải cho các cầu thủ Lưu Huỳnh. Giải bóng đá sân bay như ban tổ chức đã lựa chọn thể thức thi đấu khá đặc biệt, có một vài điểm và phần đa là áp dụng luật phút sang. Ngay cả những tình huống được hưởng quyền ném biên thì cũng là tình huống đá biên và có cả đến lỗi tổng hợp trong của hiệp đấu của mỗi cuộc sân bay. Điều đó khiến cho mọi thứ trở nên kịch tính hơn rất nhiều, thời gian thi đấu nhiều hơn và nhịp độ là nhanh hơn. Đúng rồi, chân trái. Đó là tình huống dứt điểm của Sơn Thảo Luận. Thủ thành của các cầu thủ MC đã để bóng bật xa và người còn lại đang vào để dứt điểm, đó là cầu thủ mang áo số 10 Văn Bình. Như vậy là sau nhiều nỗ lực thì Văn Bình đã có được bàn thắng cho riêng mình. Đây không phải là lần đầu tiên mà nhau sát thủ thành của đối phương. Tỷ số là 3-0 rất nhanh chóng. Cái cách mà các cầu thủ MC họ bị thủng lưới không phải là họ là đội bóng yếu, mà vì đối thủ của họ quá mạnh. Và trẻ trắng rất khôn ngoan của Văn Bình. Đội trưởng dài của đội trưởng Hoàng Việt lên dành cho Hoàng Sơn. Các bóng rất chủ động của đội trưởng Long Chùa. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các giải đấu phong trào khu vực Việt Nam thì Long Chùa không phải là một cái tên quá xa lạ. Bóng
Vì là tôi đã có một chút nhầm lẫn thì người đang đeo băng đội trưởng cho các cầu thủ New Wave bữa này không phải là Long Chùa đó mà nó là cầu thủ ba số 97 Văn Triều. Vì như lúc này thì Văn Triều cũng đang là một trong những chốt chặn quan trọng cho các cầu thủ New Wave. Anh thi đấu ở vị trí trung vệ và tỏ ra cực kỳ chắc chắn trong những pha phòng ngự của mình. Lên bóng cho các cầu thủ FC, các bóng của đội trưởng Văn Triều thể hình rất dày nhưng lại có một sự cơ động và lanh lợi dành cho đội trưởng trung vệ bên phía New Wave. Cả hai đội trưởng của hai đội bóng đều đang thi đấu ở vị trí gần như tương đồng nhau. Ở vị trí trung vệ bên kia chuyển tiến là Hoàng Việt, số 7 của BTSC MC cũng đang thi đấu ở vị trí trung vệ và ba cho đội trưởng. Nhà báo cũng rất tinh quái của đội trưởng Văn Triều. Thế trận vẫn có cơ hội dành cho cao thủ PDSGFC. Họ cần phải chắc chắn hơn trong những cầu phòng ngự của mình. Và lúc này thì có lẽ điều mà họ trông chờ là một cầu thủ có thể xuất sắc để tạo được sự đột biến. Cơ hội cho cầu thủ FC. Đây đi. Lên bóng ở phía bên phải. Đi này có bà địa xuống. Bà địa xuống phải mình công ty. Rồi các tình huống đã phân góc nữa dành cho cầu thủ New Wave. Những tình huống phân góc được hưởng nhiều nhất ở phía bên phải cho thấy họ đang tập trung nhiều ở cánh này. Liên toàn thắng thứ 3 của cầu thủ New Wave, ngoài trừ 2 tình huống dứt điểm từ xa của Bi thì đó lại đến từ pha đá chấp nhanh, chấp thoáng ở phía bên trái. Có lẽ là cách đá của các cầu thủ New Wave đã thu hút được vào cầu thủ đối phương và họ bất ngờ đào cánh. Điều đó là khiến cho hàng phòng ngự của MC xuất hiện một khoảng trống quá rõ ràng. Bây giờ sẽ là một trong những cơ hội đá biên được vào trận đấu thử hiếm hoi dành cho cầu thủ MC. Chưa xa. Đây đó là một tình huống phối hợp từ đối chuyền của đội trưởng bên phía FC. Rất khó khăn. Pha phá bóng của Bảo Trung. Bảo Trung. Chuyền thứ hai của Bảo Trung nhưng không có một đội nào vang vào được cột. Người đứng trước đó là số 6 Văn Khánh. Một trong những tình huống đá phạt góc hiếm hoi dành cho cao thủ FC. Người đã phải góc bị cháy. Chắc chắn là việc để một người đến ba bàn thì cao thủ FC họ sẽ phải thi đấu một cách chắc chắn là thời gian ở phía trước còn hơn bao nhiêu đấu. Mỗi đội bóng sẽ chỉ có 2 trận đấu vòng bảng và mỗi bảng đấu sẽ có 2 đội bóng để bước vào lượt trận tứ kết. Cơ hội là không nhiều, như vậy họ phải chấp chịu từng số điểm ở trong mỗi trận. Và nó rất tuyệt vời. Những thủ thành của hai bóng có chiều cao rất lý tưởng.
bóng vào chung và bài cai rồi phản công nhanh cho các thủ Lưu Vinh. Rất may là đội trưởng Hoàng Công Việt đã bắt tay để cản phá. Cầu thủ Lưu Vinh hồi đang thi đấu với một phong cách khá chuyên nghiệp và họ cũng quá hiểu cách chơi cho một môn bóng đá. Tư duy chiến thuật là khá tốt. Ngay khi trận đấu bắt đầu ở ngay khâu chuẩn bị để bước vào trận đấu rồi thì trời bắt đầu đổ mưa. Thì khi đó thì điều kiện sân chơi bố trượt và họ đã rất tự tin để tung ra những giải pháp rút ra. Và có góc lưới tiếp thứ hai dành cho cầu thủ Mai Tạp Như Quy. Anh Duy sẽ là người thực hiện và đá phạt góc này. Như vậy không còn người đầy khó khăn dành cho PAVFC. Rất đắn đo. Rất tuy nhiên là như vậy là đá thứ tư. Lưu ký bàn thứ tư dành cho các cầu thủ Lưu Vinh. Quá nhanh, tình huống quá nhanh và có lẽ đó là pha bàn của số 2 Sơn Hào Lực. Một cái tin rất ấn tượng. Và đó cũng là điều đáng chú ý. Cuối cùng thì một cái trọng tài cũng đã vừa rồi vời kết lại cái đấu đầu tiên của cầu thủ Lưu Vinh cùng với TFC. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ giờ phút trước khi đến với hiệp hai của U Sài với một trận đấu đầy hấp dẫn. Anh biết có đứa ta hú rồi không?
Rồi nó ấy tí này nhưng mà em cảm ơn ạ. Nó được cái là nó không mưa, à không nắng quá. Nắng quá đá này. Không đá mưa chút xíu xíu này nhưng mà nó mát. Vừa mát. Anh cứ chụp thi đấu không? Đưa em chụp cho về làm kênh đấy nha. Chị bà đi, chị đi ra rồi nhậu nó tiếp chai và chai nó không có bạn nhậu. Làm cho vui luôn. Tí lừa lên luôn đó hả? Lên luôn đó hả? Chai chứ lại ban ngày cũng cần chỉ sải lại chứ cũng như cơ sở thì chúng ta cùng quay trở lại sân bóng đá tại Vũng Tàu của Vũng Tàu để tiếp tục theo dõi sự kiện này từ trên này từ các cầu thủ Hoài Thập Huy Huỳnh và PNC FC. Thứ ba đại ca đội bóng sẽ đổi trận, các cầu thủ Nữ Huế sẽ giữ khung thành về bên trái trước hàng đóng của các bạn. Cầu thủ FC sẽ giữ khung thành bên phải. Để một chút này với bốn bàn thắng thành cầu thủ Nữ Huế cho đó có một phút của số 1 Trung Hiếu. Với hai bàn thắng còn lại là Phan Lâm Hằng vừa lập định và tình huống ghi bàn ở những giây cuối cùng hiệp một thuộc về số 2 Sơn Hà Lợi. Thế trận không phải là trận có cơ hội dành cho các đội FC, tuy nhiên đối thủ của họ lại quá mạnh. Thế trò để thua bốn bàn cho vậy. Và đây sẽ là cơ hội đá phạt góc đầu tiên của hiệp hai dành cho các đội FC. Người đứng trước bóng này đó là cầu thủ Arsenal số 19, Hoàng Trung. Một chút sắc căng. Tuy nhiên thì là phòng ngự của cầu thủ Lưu Huy cũng đã xảy ra tốt. Khiến cho cầu thủ FC dứt điểm bóng số 2. Thầy chỉ có đi bộ phát bóng lên dành cho thủ thành của Lưu Huy. Phát chính cho cầu thủ Lưu Huy trận đấu hôm nay là thủ thành Trần Vũ Lý, thủ thành Mao số 1. Tuy nhiên thì trận đấu Vũ Lý cũng chưa quá nhiều việc phải làm ở đây một. Thì các đội Hoàng Phong Ngự đã bắt đầu ngay an toàn vào cho vai. Đá góc cho cầu thủ FC vẫn là vào trong đứng trước những tình huống cố định cho cầu thủ FC. Cầu thủ của cầu thủ Như Huy mặc dù đây là trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải này, cả hai đội bóng đều là những tân binh. Quý vị không phải năm ngoái thì cầu thủ PSG cũng đã tham gia trận đấu và đây là lần thứ hai của họ quay trở lại. Trong đó đối thủ của họ là Như Huy, là một cái tên cũ nhiều đội bóng mới. Cái tên cũ bởi vì đây cũng là năm thứ hai mà Hoài Thập Huy Huỳnh đầu hành với tư cách là nhà tài trợ. Và đây là đầu tiên mà họ đã có đội bóng để tham gia và cho thấy lực lượng là rất mạnh. Cũng phải nói luôn là các cầu thủ PSG hay còn gọi cách khác đó là PSG, họ là những đội bóng á quân ở mùa giải năm ngoái khi chỉ thất bại ở trên sân Teddy. Nhà đưa chân áo quần đã gặp nhiều khó khăn và lại có bàn thắng nữa dành cho cầu thủ Lưu Huy. Và rồi đó là pha xử lý của cầu thủ ba số 12 Văn Hải. Yeah.
tỷ số là 5-0. Thì bảng của hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi khi mà cầu thủ Như Huy tiếp tục có thêm bàn thắng để ra tay cách biệt. Và bàn ra rất hợp lý của thủ thành Trần Phú Lĩnh. Quả phạt góc thì phút đầu tiên liên tiếp là những cú phạt góc của chỗ cao từ MC. Cú sút của Hoàng Thành đến đá tiếp đã chạm vào chân của một cầu thủ đối phương và đi ra ngoài. Chính là đội trưởng thương vệ của Duy ra từ đầu một cách rất chi kẽ, vừa xuất hiện đúng thời điểm khi pha phòng ngự liên tiếp hai lần của Văn Triều. Có công việc có chung của sư phụ chung nhưng nó lại chạm vào đúng chân dù đuổi, đó là tình huống để bóng chạm chân của Sư Huy. Qua đây có công việc không điều hòa chung không lưu ý có công việc pressing rất nhanh để bỏ áp sát vào lỗi của Sunny Hai bên phía đường dây. Người cuối có khá là bàn ở hiệp hai này đó là tình huống của Văn Hải. Thật quý đấu ngang đấy thì vẫn chưa khá là tiếc cơ hội phạt góc người ta có đủ đưa về và để chơi qua nhiều cơ hội người của MC Phúc cũng là rất nhiều ý tưởng đang phạt góc mà các cầu thủ tuy nhiên thì MC đã được một lần nữa thì bảo chụp lại đứng trước những tình huống đá này. Một điều đáng chú ý là những tình huống đá nó lại được tập trung nhiều của Lý Hải. Bỏ quá khó khăn đối với Lý Hải. Sau trận đấu ngày thì chúng tôi sẽ còn một trận đấu nữa trong buổi sáng hôm nay gửi đến quý vị khán giả. Đó là cái số này của cầu thủ đến từ Liên Đại Quốc Trị và một đội bóng đầy bản sắc Nam Hồng. Tôi đã phạt cho cầu thủ PSG vào chung cùng với Hoàng Thắng là những người đang đứng trước điều đá phạt này. Thật phải tận dụng tốc độ để chia ra tỷ số. Đấu vừa mà đội bóng chủ nhà với Đình Hoàng cũng đã giành thắng với tỷ số chung cuộc 5-1. Nói chung, một trong rất căng nhưng thủ thành Công Lý cũng đã phát bài và đội vừa chính xác. Và một lần nữa, đá phạt góc bên phía bên phải. Đó là đuổi gì? Qua đánh.
thế này sẽ được lý dành cho sân Hà Nội. Ôi, bắt đầu để sự xuất cảnh đó là tình huống xuân cơ bóng mùa xuân uống tác động cầu thủ đang dẫn trước với 5 bàn thắng. Tuy nhiên thì cầu thủ đi quay vẫn đang tấn công một cách ngổ ngang. Quang Triều rất khó khăn dành cho đội trưởng bên phía PSC. Họ vừa thực hiện quả đá phạt khác ở trong được quý tấn trái quả đá tuyệt. Cú sút của Sơn Quý là rất tuyệt vời. Bây giờ nó đã bị từ chối bàn thắng bởi pha đồng nghĩa xuất sắc đến từ thủ thành Sơn Quý. Đánh đầu ngược tiếp chút nữa thì có vào của người đội trưởng bên phía Huy. Một lần nữa thì công lý là xuất sắc để sửa sai cho đội mình cho người đội trưởng Huy. Các vị trí trên sân của Huy đang hoạt động và vơ với nhau một cách khá nhịp nhàng. Bắt Hải và xử lý hai chân rất hay của Bắt Hải. Ở khu vực phía nam trong những năm vừa qua thì các giải đấu phong trào lớn nhỏ bắt đầu phát triển rất mạnh mẽ. Tuy trong khi mà cứ đi từ thành phố Vũng Tàu hay cả Bà Rịa Vũng Tàu lên đến thành phố Hồ Chí Minh nó không có quá xa. Nhưng so với các tỉnh thành khác thì thành phố Vũng Tàu là một trong những nơi các giải đấu phong trào được tổ chức một cách nhỏ lẻ, hiếm hoi. Và 2 năm trở lại đây thì Vũ Thị Hoa đã xuất hiện và đã khiến cho các giải đấu trở nên rộn ràng hơn và được tổ chức thường xuyên. Nếu như không quá thì chúng ta nhìn vào những con số thống kê, những thông tin ở trong suốt 5 tháng vừa qua. Thì không quá thì chúng ta nói rằng Phú Thịnh Hòm đang là đơn vị đi đầu trong việc phát triển phong trào tại thành phố biển. Một trong những tình huống dâng cao hiếm hoi của trung vệ Văn Trung. Ý kiến tốt dành cho Văn Hải nhưng sau đó thì Văn Hải đã hơi chần chừ đủ thời gian cho bộ cầu thủ bên phía FC đã lùi về để qua bóng nhanh. Nếu như các cầu thủ Huy giành được chiến thắng này, đó là một trong những chiến thắng đầu tiên, một sự chấn động đầu tiên, một bất ngờ đầu tiên của giải đấu này. Thì không ai nghĩ là nhà đương kim Á quân lại gặp nhiều khó khăn như vậy trong ngày đầu tiên ra quân. Và nếu như giành chiến thắng và canh đá như thế này, thì Huy là một trong những ứng cử viên vô địch cho đến lúc này. Rất cần được nhịp bảo chung. Có cơ hội. Văn Hải tấn công cho cầu thủ đi quay. Được tung vào đội hình chân bàn ghế duy nhưng Văn Hải đã thể hiện một phong độ xuất sắc của mình. Thứ hai bàn thắng liên tiếp của anh thì có mặt ở hiệp hai này. Cú sút vừa rồi cũng có phần may mắn nhưng bóng đã kẽ chạm vào chân của cầu thủ MC và bóng chuyển hướng khiến cho thủ thành của PSG bị bất ngờ. Và 6-0 là một con số rất rõ ràng và chắc chắn cầu thủ Như Huệ sẽ có 3 điểm đầu tiên. Nếu như các cầu thủ như vậy bị chia điểm ở trận đấu này thì đó là một điều không tưởng mà các cầu thủ PSG sẽ làm được.
những điều đó là rất khó. Trên lý thuyết, còn thực tế thì không nhiều cơ hội cho PSG ở mức này nữa. Và họ cần phải thi đấu sau trận đấu này và tập trung ở lượt trận thứ hai. Nói chung, vũ khí sắc sắc. Họ cũng đã chạm tay ở trong hồ cấm và trọng tài đã kết quả chỉ thêm vào chúng ta đi. Thôi để cho cao thủ PSG có được một bàn thắng ít nhất là danh dự ở ngay đầu giao quân. Sau trận đấu này thì tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả một số tài của các thủ Lam Hồng và Điện Lạnh Đức Chính. Và sau đó chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao và giải đấu sẽ quay trở lại vào lúc 14 giờ chiều. Một số tài của các thủ thế giới trẻ của lúc này với Hồ Điện Lạnh thành phố Vũng Tàu. Giờ chúng ta sẽ tập trung vào tình huống đá trên chấm phạt đền này của các cầu thủ PSG. Và người thực hiện quả đá phạt đó là số 69 Bảo Trung. Bảo Trung rất chính xác. Tỷ số được xin đạt cũng cần 6. Hai trận đấu diễn ra và đều có rất nhiều bàn đá cực kỳ. Trong các giải đấu bóng đá thì nếu như một trận đấu nó trở nên kịch tính với chất lượng chuyên môn và không cần quá nhiều bàn đá cực kỳ thì cũng trở nên hài lòng và mãn nhãn với các cầu thủ Việt, hoặc là phải có thật nhiều bàn thắng để công hiến cho các khán giả đến bộ và ngồi trước màn hình để theo dõi diễn biến của trận đấu. Nhưng ở trận đấu này thì cả hai yếu tố đó đều có tập trung. Ba đội cũng thi đấu rất hay và cũng có rất nhiều bàn thắng được ghi. Một trận đấu rất đáng xem trong buổi sáng ngày hôm nay. Trận quý và cũng Việt quá đánh xuống tạp. Vì với một thủ thành đang thi đấu ổn định thì cầu lý thì cũng có quá khó khăn rồi thôi. Trong ngày hôm nay thì lịch đấu của các cầu thủ như vậy, họ sẽ có một trận đấu khác nữa vào lúc 16 giờ chiều nay. Đó sẽ là trận đấu cuối cùng của họ ở vòng bảng. Trong khi đó thì sau trận đấu này thì các cầu thủ PSG họ sẽ được nghỉ ngơi và sẽ quay trở lại vào 14 giờ chiều ngày nay. Đội chuyển vào hơi cao của Văn Hải. Người vừa di chuyển tuyến trong đó là số 5 Phúc Hùng. Giờ thì Hoàng Long, Hồng Long cũng đã được tung vào sân. Giờ mà tôi đã có sự lẫn và nhắc đến rất nhiều hiệp một từ phía đội thủ quê. Xuân Quý, chân trái của Xuân Quý. Tỷ số là 2-6. Đó là câu trả lời và sự công bằng dành cho đội thủ PSG. Và bàn thua thứ 6 của họ cũng từ một tình huống chạm vào chân của đồng đội và bóng lùi hướng khiến đường vàng của họ bị đánh bại. Nhưng vừa rồi thì đó là một tình huống mà họ đã được trả lại công bằng. Cú sút của Xuân Quý, bóng đã té chạm vào đầu của một cầu thủ bên phía của New Way và bóng cũng đổi hướng nhẹ. Tỷ số được xếp hẳn là 2-6. Nếu như có được 4 điểm của trận đấu này thì đó là một điều không tưởng và đây thực sự dành cho FC. Nhưng không dễ dành cho các cầu thủ FC thì làm cái đó thì đối thủ họ là một New Way. Một tân binh của mùa giải này là về sức mạnh rất khủng khiếp. Văn Hải, nỗ lực căng ngang của Văn Hải. Hồng Long.
những cầu thủ quan trọng của đội bóng đá được rút ra có cách đủ an toàn để những cầu thủ còn lại của đội bóng để tự sức ở ngày đấu đầu tiên. Đấy rồi. Một chỗ các bạn có thể làm để đến đây. Thời gian và vị trí chào 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 thì vào một loạt lưới thời sức quan trọng, những cầu thủ đã thi đấu khá hay, gần như chủ lực cho cầu thủ đi quay ở hiệp một đã được rút ra, ngay cả đội trưởng Văn Triều cũng đã được rút ra. Vô việc số quý trong hiệp vừa qua là người kinh nghiệm như Hoàng Long. Thể hiện to cao được mỡ nhiều học lòng vừa rồi cũng phạt trong sinh cai cũng là đang cấp để vẫn lên tiếng đúng thời điểm rồi của cầu thủ quay thì học lòng cùng với Văn Triều là những cầu thủ có thể về sày rất lý tưởng. Nói chung bàn thắng thứ bảy dành cho Đào Thu Đức Huy. Đó là pha màn của Thu Mai Xéo 14-21. Tỷ số là 7-2. Năm bàn thắng đã ghi, năm cầu thủ đã ghi bàn cho Đức Huy ở ngày trận đấu một bàn. Hai clip của Trung Hiếu hay còn gọi là Bi và số 12 Phát Hải. Những bàn thắng còn lại là của Văn Bình, Thái Độ và Tân Hào Lượng. Có cơ hội nữa, đứng điểm đi. Từ mình làm khó định thì đưa bóng vào góc đẹp. Một pha xử lý hơi đáng tiếc của Hoàng Sơn. Với lúc vừa rồi của cầu thủ PTSD chỉ mang về cho quả đá phạt góc được tiếp phải mà thôi. Rất nhiều tình huống đã ở khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp hai theo từ PDC được hưởng. Những việc để đánh bại hàng phòng ngự của đội bóng là một vấn đề. Tiếp theo, bóng lăn có khoảng trống rồi nhưng không dứt điểm mà tiến vào cầu. Lúc này đánh là một tình huống mà Hoàng Sơn đã sửa sai phía trước đó, anh đã để cho bàn thắng của ghi bàn bàn thắng người thứ ba. Còn giờ thì anh đã phá bóng ở ngay trên vạch đùi. Hồng Long cũng đã rất đồng đội và rất tình cảm khi dành bóng cho các cầu thủ những người đàn em của mình, dù cho có khoảng trống và điều kiện lý tưởng. Ngay vẫn thực hiện từng hướng đưa bóng sang phía góc trái dành cho người đàn em đã đứng rất chống chảy. Dù cho đang có 7 bàn thắng dẫn trước tỷ số 7-2, dẫn trước được khoảng cách 5 bàn nhưng đi vừa quay trở lại sân.
Hồng Long. Thời gian của trận đấu này đã chơi về nửa cuối và ba điểm đầu tiên chắc chắn gần như chắc chắn đã dành cho cầu thủ Hải Đăng Lưu Quỳnh. Khoảng cách là quá an toàn như này. Hồng Long các cầu thủ của cầu thủ PSG họ đã để thủ lưới khá sớm và khi đó họ phải dâng cao để tấn công và một bên của cầu thủ đội trưởng áo số 7 và công việc là chốt chặn ở cầu thủ là sức mạnh số đủ lớn để có thể khai phá được tiếng tình huống ghi bàn đến từ các cầu thủ đội quân và có lẽ cuộc diện của đấu này thay đổi trận đấu này thay đổi chính từ những tình huống chúng ta của đi ở ngay cho cả đầu tiên của hiệp một rất sớm và thậm chí anh đã hoàn thành đủ dữ liệu thành công đến hai lần và cho đến hết này thì dài chúng ta vừa coi đến hết này trận đấu sau này của cầu thủ như vậy và PDSGFC ngoài đầu tiên mà đội bóng này trao sân ở giải bóng đá sân bảy tranh cúp vô địch hôm lần thứ hai giải bóng đá mở rộng lần thứ hai thành phố Cao Bằng 19 thì số trung cuộc là 2-2 cho cầu thủ như vậy và họ sẽ có trận đấu vào chiều nay lúc 10.